Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 212. Chương 2111, Huyền Hoàng Đạo Chủ, 3. Thái Nhất Đạo Quân thấy vậy bèn nói với Hứa Ứng, các ngươi đi tìm y bát của hắn, ta sẽ tiễn Huyền Hoàng Đạo Chủ lên đường. Hồng Đạo Hữu, ngươi bảo vệ an nguy cho bọn họ. Hứa Ứng nghiêm nghị, chỉ e thực lực của Thái Nhất Đại Đạo Quân còn cường đại hơn Sinh Tử Đại Đạo Quân nhiều, nếu như ra tay, chỉ e Huyền Hoàng Đạo Chủ sẽ hỏng bét. Quả nhiên, Thái Nhất Đại Đạo Quân vừa động thủ, các loại đại đạo hỗn lưu, dị tượng ngàn vạn, cộng tôn Thái Nhất, chỉ một đòn đã đánh Huyền Hoàng Đạo Chủ không ngừng bay về phía sau. Ba vị đại đạo quân khác đánh tới, Huyền Hoàng Đạo Chủ vừa đánh vừa lui, đám người nhanh chóng biến mất trong bóng tối mênh mông. Huyền Hoàng Đạo Chủ rời đi, một mảnh tường đổ nát bị thân thể của hắn che lấp, lập tức đập vào tầm mắt của bọn họ. Đám người Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch, Nam Cung Hạo, Ngọc Đình tự mình phi thân lên, bay về phía phế tích. Hứa Ứng cũng phát giác được đại đạo trong cơ thể dục dịch, lại có thứ gì đang triệu hoán mình. Hồng Đạo Quân cảnh giác nói, tiểu tử, ngươi không cần giả vờ. Hứa Ứng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong phế tích, một tấm bia thúy nham chiếu vào mi mắt, đám người Trác Đạo Thuần tự mình xông lên phía trước, thẳng tiến đến tấm bia thúy nham kia. Không gian có phần run rẩy, mọi người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hứa Ứng đi tới phía trước, Hồng Đạo Quân đuổi theo, sơ soạng xung quanh, nhưng lại không sờ được gì, nói, kỳ quái, nơi này không có cánh cửa, sao bọn họ lại biến mất? Hứa Ứng dò hỏi, đạo huynh, ngươi có nhìn thấy tấm bia đá kia hay không? Hồng Đạo Quân kinh ngạc nói, tấm bia đá gì? Hứa Ứng đưa tay chỉ về phía bia đá, nói, ở chỗ đó. Hồng Đạo Quân trợn tròn mắt, hết lần này tới lần khác lại không thấy được vị trí của tấm bia đá. Hứa Ứng thấy thế, không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ chỉ có người được chọn mới có thể nhìn thấy tấm bia đá này. Y lập tức hứng thú, phi thân lên, dò xét xung quanh, lẩm bẩm nói, chắc chắn đây là một loại cấm chế do thần thông không gian hình thành, đưa đám người Trác Đạo Thuần đến thời không của tấm bia đá. Đột nhiên, thân hình Hứa Ứng khẽ động, cũng dịch chuyển vào trong không gian. Hồng Đạo Quân đột nhiên nắm lấy cổ tay của y, cùng y tiến vào thời không kia. Hai người thấy hoa mắt, đột nhiên cảm thấy đại đạo trong cơ thể nhanh chóng trở nên lười biếng, các loại đạo pháp khó có thể vận chuyển. Chư Thiên Vô Đạo, nơi này là địa phương tiếp cận Hỗn Độn Hải, Hứa Ứng nhanh chóng nói. Hồng Đạo Quân pháp lực hùng hồn, Hỗn Độn Hải không trấn áp được, vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Hai người nhìn xung quanh, chỉ thấy Hỗn Độn Hải phun trào ở bên ngoài, từng tia từng sợi hỗn độn chi khí giống như thác nước lớn, từ trên trời rủ xuống, làm mặt đất bị ăn mòn đến mức xuất hiện từng rãnh trời nhìn thấy mà giật mình, vách núi treo leo, như kiếm giáo san sát, hiển lộ hết hiểm ác. Mà đám người Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch ở cách đó không xa cũng đang dò xét xung quanh. Đột nhiên, Trác Đạo Thuần nói, nơi đây chắc là không gian mà Huyền Hoàng Đại Đạo Chủ mở ra từ trong Hỗn Độn Hải, dựa vào đó để tránh khỏi đại đạo triều tịch. Hắn lưu lại truyền thừa của mình ở chỗ này, mục đích chính là đưa sở học mà mình lĩnh ngộ đến tương lai, tiếp tục truyền thừa. Năm người chúng ta đều đã nhận được truyền thừa của Đại Đạo Chủ. Các ngươi không nên chạy loạn, đến bên cạnh ta, coi chừng có nguy hiểm. Hồng Đạo Quân đột nhiên vận chuyển pháp lực dịch chuyển đám người Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch sang bên cạnh hắn. Nơi này là nơi nào? Hắn nhìn xung quanh, nghi ngờ nói, thiên cảnh khư chưa từng có nơi nào như vậy. Hứa Ứng đáp, nơi này chính là địa điểm truyền thừa của Huyền Hoàng Đại Đạo Chủ. Hồng Đạo huynh xông vào theo, chẳng lẽ cũng muốn có được truyền thừa của Đại Đạo Chủ? Hồng Đạo Quân cảnh giác nói, sao đạo hữu lại nói lời ấy? Nam Cung Hạo, Sư Ngọc Đình và Vệ Dịch tập trung tâm thần cao độ, vội vàng nhìn về phía Hồng Đạo Quân. Hứa Ứng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy khắp nơi đều bị hỗn độn hải bao quanh, tạm thời không tìm thấy đường đi. Nói, hiện tại, chỉ có một mình các hạ là tồn tại bất hủ cảnh, các hạ lại là đạo quân, cần gì phải ẩn giấu. Hồng Đạo Quân trầm mặc một lát, đột nhiên cười ha hả nói, ai nói chỉ có đại đạo quân cần công pháp cấp đạo chủ. Ai nói công pháp cấp đạo chủ nhất định sẽ rơi vào trong tay đại đạo quân? Chẳng lẽ Hồng Thiên Cương ta không xứng? Hắn nhìn xung quanh một vòng, cười nói, Thái Nhất, Âm Dương, Sinh Tử, Thần Ma, tứ đại đạo quân nắm giữ Bỉ Ngạn đã lâu. Hôm nay bọn hắn đi truy sát Huyền Hoàng Đạo Chủ tất nhiên sẽ hung hiểm vạn phần, sẽ dẫn tới kiếp số của từng người bọn hắn,
dẫn tới phản công của thiên địa ỉa đại đạo. Bọn hắn đi chuyến này, lành ít dữ nhiều, ngược lại cho ta cơ hội độc chiếm công pháp cấp đạo chủ. Chương 2112, Huyền Hoàng Đạo Chủ, 4. Hứa Ứng lộ vẻ tán thưởng, nói, ngươi nhìn ra điểm này, hết lần này tới lần khác lại không nói, chính là để cho bốn vị đại đạo quân chủ động đi chịu chết. Sắc mặt Nam Cung Hạo vàng như đất, vội vàng nháy mắt với Hứa Ứng, ý bảo y đừng nói nữa. Hồng Đạo Quân cười nói, ta trưởng quản nhân quả đại đạo, đương nhiên biết rõ nên xử lý nhân quả như thế nào, làm sao mới có thể bắt được cơ hội. Thần Ma Đại Đạo Quân tính tình nóng nảy nhất, ta chỉ âm thầm động tay chân một chút là có thể khiến cho hắn chủ động đối đầu với Huyền Hoàng. Chỉ cần hắn ra tay, những đại đạo quân khác đều sẽ hành động. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Vệ Dịch, Sư Ngọc Đình cũng ảm đạm, chỉ cảm thấy sinh cơ xa vời. Hứa Ứng cười nói, người khống chế nhân quả đều là nhân vật hung ác, đạo huynh trưởng quản nhân quả đại đạo. Nhân quả đại đạo cũng không hề thua kém Thái Nhất đại đạo, sinh tử đại đạo, ám toán bốn vị đại đạo quân, cũng không phải nói chơi. Hồng Đạo Quân cười ha hả, nhân quả đại đạo là đại đạo lợi hại nhất trên đời, ta khống chế nhân. Quả là có thể khống chế nhất cử nhất động của ngươi, tất cả suy nghĩ của ngươi đều sẽ chiếu rọi phía trên nhân quả. Bốn vị đại đạo quân chẳng qua chỉ là thành đạo sớm, nếu ta thành đạo ngang bọn họ, ta mới là đại đạo quân, bọn họ chỉ có thể coi là nhân vật nhị lưu. Cha Đạo Thuần nói, cho nên ngươi đi theo chúng ta vào đây, muốn một mình nuốt lấy truyền thừa của đại đạo chủ, còn muốn giết chết chúng ta diệt khẩu. Hồng Đạo Quân cười nói, nếu các ngươi phối hợp tốt, có thể không phải chết. Hứa Ứng thản nhiên nói, ngươi không nhìn thấy những tấm bia Thúy Nham kia, cần bọn ta giúp ngươi, nói cho ngươi biết nội dung trên tấm bia đá. Hồng Đạo Quân nhìn bốn phía xung quanh, đúng là không nhìn thấy tấm bia đá gì cả. Hung ác nói, nếu các ngươi không phối hợp, trước tiên ta giết chết một hai người, giết gà dọa khỉ. Như vậy, trước hết bắt đầu từ Man Di Tam Giới đi. Chậm đã. Hứa Ứng giơ tay, cười nói, ta thấy bia đá Thúy Thạch chỉ có một, chính là chỗ đó. Hắn chỉ về phía tấm bia đá mà mình từng thấy, nói, Nam Cung Hạo, tấm bia đá mà ngươi thấy ở đâu? Nam Cung Hạo lộ vẻ nghi hoặc, giơ tay chỉ về một hướng khác, nói, tấm bia đá ta thấy ở đây. Chỗ ngươi chỉ, không có cái gì cả. Không đúng, không đúng. Sư Ngọc Đình vội vàng nói, hai phương vị mà các ngươi nói đều không có bia đá, rõ ràng bia đá ở đó. Phương hướng hắn chỉ, lại khác với hướng của Hứa Ứng và Nam Cung Hạo. Vệ Dịch nói, phương vị bia đá ta thấy, khác với các ngươi. Cha Đạo Thuần nói, ta cũng nhìn thấy một tấm bia đá, khác hẳn vị trí tấm bia đá của các ngươi. Hứa Ứng cười đáp, nói như vậy, năm người chúng ta đều đã nhận được truyền thừa của Đại Đạo Chủ, nhưng đều không có nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Huyền Hoàng Đại Đạo Chủ chia truyền thừa của hắn thành 5 phần, chính là muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta là huyết mạch còn sót lại ở Thiên Cảnh Khư. Cần năm huynh đệ chúng ta thành tâm hợp tác, không có bất kỳ tư tâm nào mới có thể đạt được truyền thừa hoàn chỉnh của hắn. Cha Đạo Thuần còn dễ nói, dù sao hắn đã sớm biết Hứa Ứng ra mặt dày, nhưng ba người Nam Cung Hạo, Sư Ngọc Đình và Vệ Dịch thì trong lòng buồn bực, ngươi chẳng phải Man Di của Tam Giới sao? Sao lại trở thành huyết mạch còn sót lại của Thiên Cảnh Khư chúng ta? Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía Hồng Đạo Quân, nói, như vậy Hồng Đạo Quân muốn đạt được truyền thừa Đại Đạo Chủ hoàn chỉnh, cần phải bảo vệ tính mạng năm người chúng ta mới được. Hồng Đạo Quân hừ một tiếng, nhìn bốn phía, năm tấm bia đá mà đám người Hứa Ứng nhắc tới, hắn không nhìn thấy tấm nào. Đại Đạo Chủ thần thông quảng đại, thần thông của hắn còn xa ta mới chỉ có thể hiểu được. Hồng Đạo Quân quét mắt về phía đám người Hứa Ứng, năm người này chỉ là đạo cảnh bát trọng, còn chưa phải là tồn tại bất hủ cảnh. Cho dù là bất hủ cảnh, tu vi thực lực vẫn có chênh lệch một trời một vực. Bất hủ cảnh của Bỉ Ngạn chia làm bốn cấp độ, loại thứ nhất của bất hủ cảnh chính là những bất hủ vừa mới bước vào bất hủ cảnh không bao lâu, còn chưa kịp tới cảnh giới bình thường truyền đạo đại thiên vũ trụ. Thực lực của loại bất hủ cảnh này là thấp nhất, nhưng đó là so với Bỉ Ngạn. Đối với những bất hủ vũ trụ khác, bất hủ cảnh cấp thấp nhất của Bỉ Ngạn cũng là cường giả số 1 số 2 trong vũ trụ của bọn họ. Loại cảnh giới bất hủ thứ hai chính là bất hủ cảnh được phong chân vương. Loại cường giả này tu vi hùng hồn gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần cường giả loại thứ nhất, thực lực cũng chênh lệch rất nhiều. Bọn họ thường thường thu hoạch trong đại thiên vũ trụ, mỗi vũ trụ đều có môn sinh đệ tử, truyền thừa tông môn của mình.
Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2113 Huyền Hoàng Đạo Giới Quyết 1. Sau đầu bọn họ hình thành nên hắc vực, bên trong hắc vực có vô số động uyên to to nhỏ nhỏ chìm nổi bất định, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hoạch người tu hành của đại thiên vũ trụ. Loại thứ ba của bất hủ cảnh chính là đạo quân. Loại cường giả này thường tu luyện đại đạo cao cấp, không chỉ thực lực cao thâm mà chắc, hơn nữa thế lực cũng cực kỳ khổng lồ. Môn hạ thường thường có mấy cường giả bất hủ cảnh phổ thông chiếm cứ vị trí có lợi nhất của đạo kỷ thiên. Loại thứ tư của bất hủ cảnh chính là đại đạo quân. Địa vị đại đạo quân chí cao vô thượng, khống chế tài nguyên tốt nhất trong đại thiên vũ trụ, môn sinh đệ tử trải rộng khắp Bỉ Ngạn. Từ khi văn minh Bỉ Ngạn của hưng thịnh đến nay, bọn họ cũng đã tồn tại trên thế gian, lợi dụng thúy nham trinh sát khai thác từng cái vũ trụ, tích lũy cực kỳ hùng hậu. Muốn trở thành đại đạo quân, hầu như không có khả năng. Trong lịch sử chỉ có duy nhất một người thành công thăng cấp đại đạo quân, đó chính là Hạo đại đạo quân. Quét ngang Bỉ Ngạn không đối thủ, đánh bại bốn vị đại đạo quân là có thể trở thành đại đạo quân, đây đã trở thành quy củ bất thành văn của Bỉ Ngạn. Năm người thiên cảnh ngay còn không phải cảnh giới bất hủ bình thường, cho dù có thủ đoạn gì đi nữa cũng không phải là đối thủ của ta. Hồng đạo quân thoáng yên tâm, quát lên, các ngươi tự mình tìm hiểu nội dung trên tấm bia đá, sau đó nói với ta. Nếu có nửa điểm giấu giếm, giết không cần luận tội. Hứa Ứng, ngươi đi đầu, đọc nội dung trên tấm bia thúy nham kia của ngươi một lần. Hứa Ứng vâng dạ, liếc nhìn bốn người Trác Đạo Thuần một cái, rồi đi tới trước tấm bia đá thúy thạch kia. Trước khi tiến vào đây, y đã từng mơ hồ nhìn thấy một khối bia thúy nham đi tới nơi đây. Lần thứ hai nhìn thấy tấm bia này là biết chắc chắn nội dung trên bia đá có liên quan với truyền thừa của Huyền Hoàng Đại Đạo Chủ. Đại Đạo Chủ Huyền Hoàng dẫn bốn vị đại đạo quân đi, chắc cũng không muốn truyền thừa của mình rơi vào tay của Bỉ Ngạn. Văn tự, trên tấm bia đá là viết bằng Lý Văn của Bỉ Ngạn. Lý Văn Bỉ Ngạn cùng với Lý Văn Thiên Cảnh là cùng một loại. Học được Lý Văn của Bỉ Ngạn, văn tự trên tấm bia đá lại không làm khó được y. Trên tấm bia đá khắc ghi một môn công pháp huyền ảo tối nghĩa không gì sánh được. Tên là Huyền Hoàng Đạo Giới Quyết, chữ như châu ngọc, trình bày pháp môn chứng đạo. Đây không phải lần đầu tiên Hứa Ứng tiếp xúc với công pháp cấp bậc đại đạo chủ của nguyên giới đạo tông nguyên đã đích thân truyền thụ cho y Hỗn Hỗn Động Bất Diệt Kinh. Chẳng qua tuy Hứa Ứng đạt được công pháp của đạo tông nguyên, nhưng chỉ lấy pháp môn tu luyện huyền khí trong môn công pháp này bù đắp tam khí trên người. Về phần bản toàn bộ của Hỗn Hỗn Động Bất Diệt Kinh, Hứa Ứng lại không tu luyện. Đọc, Hồng Đạo Quân quát, Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đọc nội dung trên tấm bia đá. Hồng Đạo Quân nghe thấy, khẽ ồ một tiếng, Huyền Hoàng Đạo Giới Quyết không phải bắt đầu dạy ngay từ đầu, mà là không để ý nội dung luyện khí, trực tiếp đi tới phần chứng đạo. Bước đầu tiên của tu luyện là chứng đạo tam cảnh. Cảnh giới thứ nhất, chính là đạo cảnh bát trọng thiên, đại la diệu cảnh của cựu đạo, chí tôn cảnh của tân đạo. Về phần từ một phàm nhân tu luyện đến độ kiếp phi thăng, lại tu luyện tới đạo cảnh thất trọng, đối với công pháp của đại đạo chủ mà nói, chỉ là một câu nói nhảm trong đó mà thôi. Tu luyện không tới đạo cảnh thất trọng thiên, ngay cả tư cách nhìn môn công pháp này cũng không có. Hứa Ứng đọc từng câu từng chữ, đọc lên phần chứng đạo, trong lúc Hồng Đạo Quân cố gắng ghi nhớ, đồng thời Trác Đạo Thuần, Nam Cung Hạo, Vệ Dung và Ngọc Đình cũng đang dốc sức liều mạng ghi nhớ, thử lý giải nội dung tìm hiểu chứng đạo tam cảnh. Trong đó mấu chốt nhất là cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ ba chính là đại đạo chủ. Cảnh giới này sau khi chứng đạo mới có thể tu thành, từ chứng đạo đại la đến chứng đạo bất hủ, lại chứng đạo đại đạo chủ, chính là chứng đạo tam cảnh. Hứa Ứng đọc qua nội dung chứng đạo tam cảnh một lần, Hồng Đạo Quân nghe thấy hai thiên phía trước, nghe đến nhập thần, phát hiện trong cảnh giới bát trọng cửu trọng, không ngờ mình còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Nhưng phần cuối cùng này, hắn khó mà nghe hiểu được, có rất nhiều thứ khó có thể lý giải. Hắn nghe không hiểu, đám người Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch cũng nghe không hiểu, nhất là bên trong có các loại ngôn ngữ như hỗn độn chủ, mông hồng, không động, dùng đạo ngữ cũng không cách nào biểu đạt, không thể miêu tả chính xác được. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, đối với những từ ngữ này, trên khối thúy nham khác ghi Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh có miêu tả. Chẳng qua Tích Kiếp Kinh miêu tả về mông hồng, không động và hỗn độn chủ tương đối ít, mà Huyền Hoàng Đạo Giới Quyết miêu tả về phương diện này lại nhiều hơn hẳn. Chương 2114
Huyền Hoàng Đạo Giới Quyết 2. Hứa Ứng đọc xong, trở lại bên cạnh Hồng Đạo Quân. Hồng Đạo Quân nhìn Sư Ngọc Đình, nói, ngươi, đi, đọc tấm bia đá của mình. Sư Ngọc Đình vâng dạ, đi ra phía trước, tới dưới tấm bia Thúy Nham hắn thấy, đọc một bộ phận khác của Huyền Hoàng Đạo Giới Quyết. Tấm bia đá Hứa Ứng kia nói chính là chứng đạo tam cảnh, tầng tầng tiến tới. Mà tấm bia đá này khắc ghi lại sau chứng đạo tam cảnh, làm sao tu luyện công pháp đạo cảnh thập trọng. Hứa Ứng cũng tự khắc sâu trong trí nhớ, ghi nhớ kỹ lưỡng bộ phận kinh văn này, so sánh với kinh văn chứng đạo tam cảnh vừa mới. Sư Ngọc Đình tụng niệm một lần, Hồng Đạo Quân càng nhíu chặt mày hơn. Ngay cả cảnh giới thứ ba trong chứng đạo tam cảnh hắn cũng không hiểu rõ, đối với việc tu luyện thập trọng như thế nào, hai mắt càng tối thui. Nam Cung Hạo đi tới trước tấm bia đá, tụng niệm nội dung trên tấm bia đá, những người khác vội vàng gấp rút ghi nhớ. Nội dung trên tấm bia đá này nói chính là làm sao tu luyện đại đạo vô cấu, sắc mặt Hồng Đạo Quân trầm xuống, cái này cũng nghe không hiểu, đám người Hứa Ứng lại càng nhớ kỹ. Vệ Dịch đi lên phía trước, tụng niệm nội dung trên tấm bia đá kia, trên tấm bia đá này hắn nói là làm thế nào thống nhất chư đạo, luyện thành hỗn nguyên nhất thể. Pháp môn này càng cao thâm hơn, Hồng Đạo Quân nghe mà như lọt vào sương mù, không hiểu gì cả. Trác Đạo Thuần là người cuối cùng đi lên trước, đọc nội dung trên tấm bia đá cuối cùng. Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chính là trên tấm bia đá này rõ ràng không ghi lại thần thông. Theo lý mà nói, một môn công pháp cần phải có thần thông đồng bộ, nhưng Huyền Hoàng lại không để thần thông. Thứ hắn lưu lại trên tấm bia đá này chính là cách nhìn nhận của hắn đối với kiếp số, cùng với các loại thủ đoạn ứng đối kiếp số. Đại đạo chủ, tự độ còn tồn tại, độ người tất sẽ bại. Huyền Hoàng đại đạo chủ viết trên tấm bia đá. Mọi người nghe xong nội dung trên 5 tấm bia đá đều có thu hoạch không nhỏ, ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, đột nhiên phát động võ cực chứng đạo kinh điều khiển nhân sâm quả thụ. Keng keng keng, rễ cây nhân sâm bay lượn, chui vào trong vô cực, hồng mông, hỗn độn, luân hồi và thái nhất động uyên. Theo vận chuyển của y, vô cực động uyên đột nhiên lắc lư kịch liệt, chỉ trong giây lát đã bị nhân sâm quả thụ kéo vào trong động uyên võ đạo, tương dung với động uyên của võ đạo. Động uyên võ đạo sát nhập động uyên vô cực, trở nên rộng lớn hơn nhiều, tu vi của Hứa Ứng thoáng cái cũng gia tăng rất nhiều. Tiếp theo động uyên luân hồi cũng rung động kịch liệt, ầm vang một tiếng, cũng bị kéo vào trong động uyên võ đạo. Tu vi của Hứa Ứng lại gia tăng không ít, một lúc sau động uyên hỗn độn cũng bị kéo vào động uyên võ đạo, liên tục tăng cường tu vi của y. Sau chốc lát ngắn ngủi, chỉ còn lại động uyên thái nhất và động uyên hồng mông không bị động uyên võ đạo hấp thu. Động uyên hồng mông là y tế hạt nhân hồng nguyên bổ sung toàn bộ vũ trụ tam giới, khí vận dâng cao, bởi vậy được ban thưởng. Chẳng qua phần thưởng này quá hùng hậu, đạo hạnh của y ở hồng mông đại đạo trực tiếp gia tăng tới trình độ bất hủ. Y được tăng cường không phải theo cách tự mình tu luyện mà là trực tiếp truyền vào, bởi vậy Hứa Ứng rất ít khi vận dụng hồng mông đại đạo để đối địch. Nhưng muốn hấp thu hồng mông đại đạo và hồng mông động uyên vào trong động uyên võ đạo, còn cần thực lực của y tiến thêm một bước, hơn nữa có đôi chút hiểu biết đối với hồng mông đại đạo mới có thể làm được. Về phần thái nhất động uyên, bởi vì y hao phí vô số tâm lực tinh lực trên đại đạo này, lĩnh ngộ quá nhiều đạo pháp, cho nên nhân sâm quả thụ tạm thời không kéo nổi tòa động uyên này. Mấy ngày nay, y tìm hiểu nội dung trên 5 tấm bia đá một lần, rốt cuộc lúc này, tu vi thực lực lại có đột phá không tầm thường. Hồng Đạo Quân nhận thấy khí thế của y không ngừng biến hóa, cười ha hả nói, ma di của tam giới, ngươi không định phản kháng ta đấy chứ? Ngươi cho rằng ngươi có thể cá chết lưới rách à? Hắn còn chưa dứt lời, Trác Đạo Nhiên cũng tự phát động huyền công, gia tăng tu vi lên tới cực hạn, nói, Đạo Quân, còn phải tính thêm cả ta nữa. Thiên phú của Trác Đạo Thuần cực cao, mấy ngày nay hắn cũng đang tìm hiểu nội dung trên 5 tấm bia đá, tuy không thể hiểu thấu đáo Huyền Hoàng Đạo Giới Quyết, nhưng tu vi thực lực cũng gia tăng không ít. Đặc biệt là đoạn thời gian này, hắn sưu tập mấy trăm bảo vật và đạo khí, bên trong đạo khí ẩn chứa các loại đạo lý đại đạo, có một số thứ hắn khó có thể lĩnh ngộ. Nhưng lần này lĩnh hội Huyền Hoàng Đạo Giới Quyết lại khiến cho hắn tìm cách loại suy, tu vi càng hơn trước. Vệ Dịch cũng tự phát động tu vi, thản nhiên nói, còn có ta nữa. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2115, Huyền Hoàng Đạo Giới Quyết 3.
Hắn là đệ tử của Sinh Tử Đại Đạo Quân, tu vi thực lực cực cao, vốn được tôn làm vô địch dưới bất hủ, lần này cảm ngộ huyền hoàng đạo giới quyết cũng có gia tăng kinh người. Hai người Nam Cung Hạo và Ngọc Đình cũng tự mình phát động khí tức, đồng thanh nói, còn có chúng ta. Năm người bọn họ đều là người thừa kế huyền hoàng đại đạo chủ lựa chọn, thời điểm tìm kiếm đạo khí và pháp bảo. Tu vi thực lực đã gia tăng kinh người, bây giờ tu vi thực lực lại tăng cường thêm một tầng. Hồng Đạo Quân thấy bọn họ đằng đằng sát khí, không nhịn được cất tiếng cười ha hả, bẽ nghễ nhìn năm người, chỉ bằng năm người các ngươi. Vốn dĩ ta định một thời gian ngắn nữa mới giết các ngươi diệt khẩu, tránh kẻo quên chữ viết trên tấm bia đá, hiện tại các ngươi đã muốn chết, ta cũng không chứa chấp được nữa rồi. Hắn khống chế nhân quả động uyên, nhân quả đại đạo lập tức mở ra bốn phía. Hồng Đạo Quân khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy tốc độ vận chuyển của nhân quả đại đạo hơi khó chịu. Nơi này là thời không trong hỗn độn hải, huyền hoàng đại đạo chủ mở ra. Mục đích chính là để có một nơi truyền đạo. Nhưng chính vì đang ở trong hỗn độn hải, đạo lực của nhân quả đại đạo trở nên rất không ổn định. Vẫn nên tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết lũ tiểu quỷ này. Ngay khi Hồng Đạo Quân động thủ, Thái Nhất Vạn Đạo đỉnh của Hứa Thái Ứng đã đánh tới. Cường đại đánh tới còn có 200 món chí bảo bất hủ đỉnh cấp mà Trác Đạo Thuần thu thập được. Tuy chí bảo bất hủ trong tay Vệ Dịch ít hơn một chút, nhưng cũng có mấy chục món, Nam Cung Hạo và Ngọc Đình cũng đều có hơn 10 món chí bảo bất hủ. Giờ phút này những pháp bảo này ầm ầm đánh tới, dù là Hồng Thiên Cương là đạo quân cũng không khỏi biến sắc. Bất chấp việc giết ngược năm người Hứa Ứng, phải lập tức đối kháng với nhiều pháp bảo như vậy tập kích. Uy lực những pháp bảo này cực kỳ mạnh mẽ, chính là cơ duyên huyền hoàng đại đạo chủ để lại cho năm người Hứa Ứng. Tuy Hứa Ứng chỉ đoạt được một cái Thái Nhất Vạn Đạo đỉnh, nhưng ngược lại là pháp bảo uy lực mạnh nhất trong đám người. Đỉnh này ầm ầm đập tới, vạn đạo trong đỉnh sôi trào, tựu như có một vị bất hủ ngang đại đạo phóng thích ra lực lượng của bản thân. Hồng Đạo Quân khống chế nhân quả đại đạo, lập tức tất cả lộ tuyến công kích và các loại pháp bảo mạnh yếu đều nằm trong đạo tâm của hắn, nắm giữ rất rõ ràng. Hắn đang muốn đối kháng với Thái Nhất Vạn Đạo đỉnh, chợt nghe một tiếng chuông kỳ lạ vang lên. Vừa rồi còn rõ quỹ tích nhân quả của các loại pháp bảo, đột nhiên trở nên mơ hồ. Một quả chuông bay ra từ trong động uyên của Hứa Ứng, keng keng rung động, chấn động đến mức nhân quả của hắn tán loạn. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ pháp bảo gần như đồng thời rơi lên người Hồng Đạo Quân, Thái Nhất Vạn Đạo đỉnh phóng thích ra uy năng mà chỉ có bất hủ cảnh mới có thể nắm giữ. Các loại pháp bảo khác cũng bộc phát uy lực, quét qua tất cả, chấn động tứ phương, nhấn chìm tất cả mọi người. Thành công rồi. Hứa Ứng, Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch, Nam Cung Hạo và Ngọc Đình mỗi người đều nở nụ cười, đợi đến khi gợn sóng này tản đi, nụ cười của bọn họ dần dần cứng lại trên mặt. Chỉ thấy một tay Hồng Đạo Quân chế trụ Thái Nhất Vạn Đạo đỉnh, uy năng trong đỉnh đều bị hắn áp chế gắt gao trong Vạn Đạo đỉnh. Nhân quả đại đạo giống như đại mãng đan sen chằng chịt, ngăn cản toàn bộ những chí bảo này. Nhiều chí bảo như vậy mà không thể đột phá phòng ngự của nhân quả của hắn. Đúng là các ngươi rất mạnh, trong đó có 3 người đạt tới trình độ bất hủ bình thường, thậm chí bám sát bất hủ chân vương. Nếu các ngươi liên thủ đối phó một vị chân vương, chỉ e hắn đã chết rồi. Nhưng đáng tiếc là, các ngươi phải đối phó với ta. Hồng Đạo Quân cười ha hả, nhìn quanh bốn phía, thản nhiên nói, hôm nay cho các ngươi biết, chênh lệch giữa đạo cảnh bát trọng và đạo cảnh cửu trọng rốt cuộc lớn tới mức nào. Khí tức của hắn bộc phát, lập tức từng món chí bảo bất hủ từ bốn phương tám hướng bay đi. Thân hình Hứa Ứng bay lên không, ôm lấy Thái Nhất Vạn Đạo đỉnh của mình, đang muốn hạ xuống đất. Bỗng nhiên Hồng Đạo Quân đánh ra một chưởng vào chính giữa Vạn Đạo đỉnh, chấn cho Hứa Ứng sau đỉnh miệng phun máu tươi. Cùng lúc đó, đám người Trác Đạo Thuần tự tiếp lấy pháp bảo của mình, bị chấn động đến mức mỗi người đều hao tổn. Hồng Đạo Quân hét dài một tiếng, pháp lực bộc phát, đánh về phía Hứa Ứng, nhưng ngay lúc này, trước người Hứa Ứng nhân hiện ra một đóa hoa sen hỗn độn. Dưới đóa hoa là ao sen hỗn độn, trung tâm đóa hoa bồng bềnh một tòa hồng nguyên sáng ngời óng ánh. Xin Liên Gia ra tay. Hứa Ứng khom người bái lại, truyền tất cả pháp lực của mình vào trong đóa hoa sen hỗn độn. Cách y gần nhất chính là Vệ Dịch và Sư Ngọc Đình. Thấy tình hình này, hai người cũng học theo, khom người bái lại. Xin Liên Gia ra tay. Chương 2116, nhân quả xóa bỏ. 1. Ba người vừa bái lại, chỉ thấy đóa hoa sen hỗn độn bay lên, nghênh đón Hồng Đạo Quân, năng lực của ao sen hỗn độn bùng phát,
phóng thích lực lượng kinh khủng như một vũ trụ nhỏ. Ầm, đám người Hứa Ứng, Vệ Dịch đều giật mình, cắn chặt răng kiên trì, lần này Hồng Đạo Quân tuyệt đối không ngăn được. Hồng Đạo Quân máu me khắp người, một tay đón lấy đóa hoa sen hỗn độn, sừng sững không ngã. Phía sau hắn, hắc ám lưu động, từng tòa động uyên càng thêm sáng ngời, bắt đầu thu gặt người tu luyện nhân quả đại đạo ở những vũ trụ khác, dùng cách này để ngăn cản hoa sen hỗn độn. Các ngươi còn thủ đoạn gì nữa nào? Hồng Đạo Quân sắc mặt điềm nhiên nói, nhân quả đại đạo mạnh như vậy sao? Đám người Hứa Ứng, Vệ Dịch, Nam Cung Hạo không khỏi tuyệt vọng, bọn họ là thiên chi kiêu tử, tu vi trên người vượt xa và thế hệ. Lần hành trình thiên cảnh khư này lại có nhiều cơ duyên ngày thường không cách nào gặp được như vậy. Mấy ngày nay tu vi của bọn họ gia tăng cực nhanh, khiến cho lòng tin của bọn họ cũng theo đó bành trướng, tự cho rằng năm người liên thủ đối phó Hồng Đạo Quân tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng năm người bọn họ đồng thời ra tay, đồng thời tế lên nhiều chí bảo bất hủ như vậy, thậm chí không thể đả thương một sợi lông của Hồng Đạo Quân. Hứa Ứng tế ra Hồng Nguyên, còn liên thủ với cả Vệ Dịch, Sư Ngọc Đình, vậy mà Hồng Đạo Quân vẫn có thể ngăn cản. Thực lực này thật sự mạnh đến mức không còn gì để nói. Hồng Đạo Quân đang định ra tay, một lưới bắt hết bọn họ, mới vừa đi được một bước, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, ho khan kịch liệt. Lần ho này lại chỉ cảm thấy đại đạo của mình bị hao tổn, phun ra đạo huyết. Hồng Đạo Quân nhìn đạo huyết trong tay, hơi ngẩn người, có phần khó có thể tin được, lập tức ánh mắt dừng lại trên hoa sen hỗn độn. Gốc sen này tự mang theo ao sen, bên trong ao sen hỗn độn mịt mờ, linh quang chói mắt khiến người khó có thể nhìn thẳng. Phía trên đóa hoa có một hình cầu đang lơ lửng trên đó, phun ra những dòng nước linh quang tinh tế từ lỗ thủng của hoa sen, thẩm thấu vào hình cầu. Hồng Đạo Quân nhìn về phía quả cầu kia, lộ vẻ kinh ngạc, Hồng Nguyên. Trên người ngươi có Hồng Nguyên của một vũ trụ, còn có một gốc tiên thiên linh căn. Khụ khụ. Hắn không nhịn được ho ra máu, ra là vừa rồi đón đỡ hoa sen hỗn độn đã khiến bản thân bị thương nặng. Những tồn tại bất hủ cảnh có thân thể ngang đại đạo, thân thể bị đạo thương chính là bản thân đã bị đạo thương, rất khó trị khỏi. Thế nhưng để bất hủ cảnh bị thương càng khó khăn hơn nữa, mà hiện tại vị cường giả đỉnh cấp trong bất hủ cảnh như hắn lại bị gốc linh căn tiên thiên này gây thương tích. Hắn bị thương rồi. Hứa Ứng vui mừng, vội vàng quát lên, chư vị, cùng ta tế liên ra. Y không nói một lời, lập tức dốc toàn lực phát động hoa sen hỗn độn, nhưng Vệ Dịch và Ngọc Đình lại lui về phía sau một bước, sắc mặt ảm đạm, không ra tay thúc giục hoa sen hỗn độn. Vừa rồi hai người bọn họ liên thủ phát động hoa sen hỗn độn, phát hiện bảo vật này yêu cầu pháp lực cực kỳ khủng khiếp. Cơ hồ trong nháy mắt đã hút đi quá nửa pháp lực của hai người, bây giờ bọn họ đã không còn pháp lực tế lên hoa sen hỗn độn lần thứ hai. Hứa Ứng do vì tự thân luyện là tam kỳ thông huyền, cửu huyền quy nhất, trong thái nhất động uyên tuôn trào nguyên khí, tu vi gần như vô cùng vô tận, cho nên tạm thời không lo lắng phương diện này. Cũng may hai người Nam Cung Hạo và Trác Đạo Thuần lập tức xông lên, hợp lực tế hoa sen hỗn độn lên. Hồng Đạo Quân biến sắc, lập tức phi thân lên, tránh xa đóa hoa sen và ao sen này. Nhưng uy năng của hoa sen hỗn độn bao phủ tới, tất cả không gian sau lưng hắn đều hóa thành hỗn độn, khiến cho nhân quả đại đạo bị hao tổn, không còn chỗ nào để trốn. Hồng Đạo Quân lập tức dừng lại, ống tay áo phất lên, một guồng quay khổng lồ xuất hiện, tơ trên guồng quay kéo bánh xe xoay tròn lộc cộc. Từng sợi nhân quả từ bốn phương tám hướng bay ra, kết xuất thành loại hoa văn trận thế, chỉ trong khoảnh khắc đã thấy thiên địa bốn phía bị nhân quả phong tỏa. Đây là pháp bảo chứng đạo của hắn, nhân quả phường xa. Bảo vật này vừa ra, trong thời gian ngắn ngủi có thể dệt ra muôn vàn sợi dây nhân quả của thương sinh, bện thành vải vóc. Cũng có thể đảo lộn nhân quả, thay đổi quỹ tích ngôi sao hay hướng đi của đại đạo, nhiễu loạn vận hành bình thường của một vũ trụ. Có điều, cho dù nhân quả phường xa có dệt thành thiên la địa võng, nhưng đối mặt với công kích của hoa sen hỗn độn kia là hoàn toàn vô dụng, tất cả nhân quả đều bị hỗn độn hạ phá diệt, hóa thành hư ảo. Bảo vật này trời sinh khắc ta. Giải thích, nhân quả phường xa nghĩa là guồng quay nhân quả. Hết giải thích. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2117, nhân quả xóa bỏ. 2. Hồng Đạo Quân nghiêm nghị, dùng hết khả năng điều động tất cả các động uyên, sử dụng thần thông có uy, lực cường đại nhất mà cả đời mình tạo ra,
đón lấy công kích của hoa sen hỗn độn. Ầm, miệng hắn đẫm máu, bay ngược ra sau, xuyên qua một thác nước hỗn độn. Thương thế lần này của hắn càng nặng, thân thể ngang đại đạo đã bị hao tổn nhiều chỗ. Tu vi của Nam Cung Hạo cũng tiêu hao hầu như không còn, không cách nào tiếp tục phát động hoa sen hỗn độn. Hứa Ứng và Trác Đạo Thuần lại tiến lên, thúc giục hoa sen hỗn độn, thi triển ra đòn thứ ba. Hồng Đạo Quân không thể tránh được, tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ, lập tức bị thương thêm. Nhưng lần này tế ra hoa sen hỗn độn, pháp lực hai người Hứa Trác cũng tuyên cáo khô kiệt. Hai người bọn họ đều tu luyện chân truyền thái nhất, luyện tam kỳ cửu huyền, thái nhất động uyên của bản thân chảy ra nguyên khí. Nhưng nguyên khí chảy ra từ động uyên có hạn, hai người như một hồ nước, dòng nước không ngừng chảy vào, lại đồng thời không ngừng thả nước. Lượng nước chảy ra nhiều hơn lượng lớn chảy vào, nước trong hồ vẫn có lúc cạn sạch. Nhưng may mắn là thái nhất chân truyền giúp bọn họ khôi phục tu vi nhanh hơn. Hứa Ứng nhanh chóng quyết định thu hồi hoa sen hỗn độn, phi thân lên, khống chế thái nhất vạn đạo đỉnh, thừa thắng xông lên, giết về phía Hồng Đạo Quân, nhân cơ hội này khôi phục pháp lực. Trác Đạo Thuần cũng tế 100-200 món chí bảo bất hủ của mình lên, phát ra uy năng kinh thiên động địa, phóng tới Hồng Đạo Quân. Cùng lúc đó, quả chuông bay ra, khống chế động uyên to to nhỏ nhỏ, treo đầy toàn thân, keng keng rung động, không cần Hứa Ứng tế lên cũng công kích về phía Hồng Đạo Quân. Chu Tiên Tàn Kiếm cũng tự bay lên, gia nhập chiến cuộc. Hai người, hai bảo vật tung bay trên dưới Hồng Đạo Quân, các loại thủ đoạn đều thi triển, chém giết đến long trời lở đất. Hồng Đạo Quân trong tình huống đã đón đỡ công kích của ba đóa hoa sen hỗn độn, đạo thương nghiêm trọng, nhưng vẫn đánh cho bọn họ liên tục bại lui. Rầm, ngũ hành phân quang kiếm nổ tung, ngũ hành chi lực tán loạn rơi xuống các nơi trong không gian hỗn độn này. Trác Đạo Thuần hừ khẽ một tiếng, khóe miệng bị chấn động chảy máu tươi. Ngũ hành phân quang kiếm là một món chí bảo bất hủ hắn thu được, bên trong ẩn chứa ngũ hành đại đạo, uy lực cực kỳ lợi hại, không ngờ lại bị Hồng Đạo Quân đánh nát. Khoảnh khắc sau, Vô Cực Thiên Thư cũng bị xé rách, khiến Trác Đạo Thuần bị thương càng nghiêm trọng hơn. Thiên thư này cũng là chí bảo bất hủ hắn đoạt được, bên trong ẩn chứa đại đạo vô cực. Giờ phút này thiên thư vỡ tan, vô cực đại đạo ẩn giấu trong sách rải rác khắp nơi. Hồng Đạo Quân càng đánh càng hăng, keng keng keng, liên tục chịu ba đòn nặng nề, đánh văng thái nhất vạn đạo đỉnh gần như khô quắt, đè đỉnh này lên trên đỉnh đầu Hứa Ứng, định đánh chết Hứa Ứng. Quả chuông vội vã bay tới, bỗng dưng vang lên một tiếng chuông, ngăn cản đòn tất sát của hắn. Hứa Ứng phát động thần thông vòm trời, liều mạng với Hồng Đạo Quân, bị chấn động bay về phía sau. Đột nhiên lại là rầm một tiếng, thái, thượng lượng thiên xích của Trác Đạo Thuần bị Hồng Đạo Quân đánh nát, đại đạo trong chí bảo rơi lả tả giữa thiên địa, Trác Đạo Thuần cũng không chịu nổi cắn trả do bảo vật vỡ vụn, miệng phun máu. Vệ Dịch khôi phục lại một ít tu vi, thấy thế lập tức đánh tới, vừa đối mặt với Hà là sát phạt cẩm tú kỳ của hắn là bị xé tan thành từng mảnh, tâm thần bị hao tổn. Sát phạt chi đạo tán lạc, tại vùng không gian hỗn độn này tản mát ra trận trận sát khí chấn nhiếp nhân tâm. Nam Cung Hạo và Sư Ngọc Đình mặc kệ tu vi chưa khôi phục, cũng tự giết tới, từng người tế lên chí bảo bọn họ thu được, cứ như vậy liên tiếp chống lại Hồng Đạo Quân. Nhưng cho dù bọn họ lấy chí bảo ra cũng thường chỉ khiến Hồng Đạo Quân bị thương nhẹ, từng món chí bảo bị nghiền nát, khiến thương tích của bọn họ càng thêm nặng nề. Hơn nữa, dù sao số lượng chí bảo mà bọn họ thu được cũng có hạn, chí bảo bị hao tổn sạch sẽ, chỉ e chính là ngày chết của bọn họ. Nếu như chúng ta có thể điều động huyền hoàng đạo giới kinh tới mức tùy tâm sở dục thì tốt rồi. Trong lòng năm người đều tuyệt vọng, đạo giới huyền hoàng tuy mạnh mẽ thế nhưng lại rất khó lĩnh ngộ, không cách nào thông suốt, chứ đừng nói là tu hành tùy tâm sở dục. Hồng Đạo Quân hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội khôi phục tu vi pháp lực, ỷ thế trấn áp, đánh cho bọn họ không thể không mệt mỏi ứng phó, không cách nào tồn trữ nhiều pháp lực hơn để tế ra hoa sen hỗn độn. Các ngươi ngưng đùa được rồi, dừng ở đây đi. Đột nhiên, Hồng Đạo Quân lấy ra guồng quay, cạch cạch cạch, từng sợi nhân quả đan xen vào nhau, xuyên qua trong cơ thể năm người Hứa Ứng, Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch, Nam Cung Hạo, Sư Ngọc Đình. Chương 2118, nhân quả xóa bỏ. A. Thân thể năm người cứng đờ, lập tức cảm giác thân thể không cách nào tự chủ, nguyên thần, thần thức, đại đạo đều không chịu khống chế của bản thân, trong lòng không khỏi cả kinh. Càng nhiều sợi dây nhân quả từ trong guồng quay bay ra, xuyên qua những chí bảo bất hủ như thái nhất vạn đạo đỉnh,
thần ma bách chiến đổ. Mấy trăm món chí bảo dừng lại giữa không trung, khẽ rung động, thế nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi nhân quả. Kính viếng Ứng Gia. Quả Chuông thấy thế, vội vàng chạy trốn ra ngoài, kêu lên: "Ứng Gia, tương lai ta tu luyện có thành tựu, nhất định sẽ báo thù rửa hận cho ngươi." Keng 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 keng. Liên tiếp những sợi dây nhân quả đâm tới, nhưng khi chạm đến mặt ngoài chuông là bị những nếp nhăn kỳ dị đẩy ra, không thể nào xuyên qua quả chuông này. Trung Gia vui mừng, kêu lên: "Hồng Thiên Cương, ta trời sinh khắc chế ngươi, đợi tu vi của ta có thành tựu." Hồng Gia tha mạng, từng sợi nhân quả không cách nào đâm xuyên người nó, dứt khoát xuyên qua mũi, treo quả chuông lên. Chu Tiên tàn kiếm ở đằng khác tung bay trên dưới, tránh né dây nhân quả tập kích, thậm chí chặt đứt từng đạo nhân quả, nhưng mà vẫn bị nhân quả xuyên qua, cũng bị treo trên không trung, không thể động đậy. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, toàn quân đã bị diệt sạch. Chắc Hồng Đạo Quân cảm thấy Hứa Ứng với nguy hiểm nhất, xỏ nhiều sợi nhân quả trên người y nhất, cơ hồ xuyên thành một đường cong hình người. Cũng may những nhân quả này hữu hình vô chất, không tổn hại gì đến y. Nhân quả đại đạo quả thật lợi hại, không ngờ lại có thể khống chế hành động của chúng ta. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, con ngươi xoay chuyển, nhìn về phía hỗn độn chi khí trên bầu trời đang rơi xuống. Huyền Hoàng Đại Đạo Chủ mở ra mảnh không gian hỗn độn này ở trong hỗn độn hải, chắc là thời gian đã quá lâu dẫn đến nơi này bị hỗn độn hải ăn mòn, trở nên không ổn định. Có thể lợi dụng hỗn độn áp chế tất cả các đại đạo khác, để càng nhiều hỗn độn chi khí rót vào giới này, hình thành một không gian chư thiên vô đạo, hạn chế nhân quả đại đạo của hắn phát huy. Thế thì trận chiến này còn có phần thắng. Hứa Ứng nghĩ tới đây, ý đồ di chuyển thân thể, nhưng hoàn toàn không thể động đậy, căn bản là không có cơ hội đánh vỡ vòng trời. Cũng có thể thả hỗn độn chi khí trong động uyên võ đạo ta ra, liên gia tích góp nhiều hỗn độn chi khí như vậy, có thể lợi dụng hỗn độn chi khí này hình thành chư thiên vô đạo. Hứa Ứng điều động thần thức, liên lạc với hoa sen hỗn độn, nhưng phát hiện thần thức cũng không thể sử dụng. Trong lòng y trầm xuống, nhân quả đại đạo quá mức bá đạo, y không tìm ra biện pháp có thể phá giải. Trên đời này có người nói thái nhất là đại đạo mạnh nhất, có người nói ngũ thái mới là đạo cường đại nhất, còn có người nói hồng mông mới là mạnh nhất, cũng có người nói hỗn độn mới đúng. Thế nhưng, đại đạo cường đại nhất thật ra là nhân quả. Hồng Đạo Quân đứng ở không trung, áp chế đạo thương trên người, âm thanh vang dội, nói kiếp số chính là nhân quả, có thể phá hủy một vũ trụ, hủy diệt cường giả mạnh nhất ở đó. Đại đạo triều tịch cũng là nhân quả, phàm là ở trong triều tịch, bất luận ngươi trốn ở nơi nào, đều sẽ bị đuổi kịp. Có người nói hỗn độn có thể khắc chế nhân quả, đúng là nói năng ngông cuồng. Hắn lắc đầu, nói với đám người Hứa Ứng, bọn họ nói, trong hỗn độn, không còn nhân quả, có thể thấy được hỗn độn có thể khắc chế nhân quả. Nhưng một người không thể ngâm trong hỗn độn, chỉ cần hắn rời khỏi hỗn độn, bất kể hắn ở nơi nào, vũ trụ nào, thậm chí trên chiếc thuyền nào, nhân quả sẽ tìm tới hắn, bắt hắn trả lại nhân quả. Hồng Đạo Quân nhẹ nhàng giơ tay lên, từng món chí bảo chậm rãi di động trên không trung, tự tỏa ra chấn động chí mạng. Nhân quả mới là đại đạo mạnh nhất trong tất cả đại đạo, nắm giữ nhân quả thì nắm giữ tất cả. Hắn vừa dứt lời thì đã thấy mấy trăm món chí bảo bất hủ, bao gồm cả Thái Nhất Vạn Đạo Đỉnh mà Hứa Ứng thu lấy, tất cả đều bộc phát ra uy lực đánh về phía nhau. Đám người Hứa Ứng, Trác Đạo Thuần tê cả da đầu, chỉ thấy những chí bảo đại đạo lần lượt bị hủy diệt dưới uy năng của đối phương, trong khoảnh khắc chỉ còn lại hơn 10 món chí bảo đại đạo. Những mảnh vỡ pháp bảo này bồng bềnh rơi vào trong thiên địa, các loại tiên thiên đại đạo ẩn chứa bên trong pháp bảo cũng tự rơi xuống. Còn sót lại chỉ là số ít pháp bảo như quả chuông, tàn kiếm, vạn đạo đỉnh mà thôi. Có điều những pháp bảo này cũng rách nát, uy lực không còn. Năm người thấy thế mất hết hy vọng. Đột nhiên, bọn họ cảm thấy thân thể mình không bị khống chế hành động, từng người đều chuẩn bị thần thông sẵn sàng ra tay với nhau. Bọn họ giống như rối gỗ chỉ biết di chuyển theo dây, không có năng lực tự chủ, chỉ có thể bị nhân quả điều khiển. Lần này thua rồi, Hồng Đạo Quân cờ thắng một bậc. Trong lòng bọn họ thầm nhủ. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2119, giới thiệu vài loạn đảng, 1. Nhưng ngay lúc này, Hứa Ứng đột nhiên nhìn thấy hào quang đại đạo rải rác trong không gian hỗn độn này đang lưu động, chảy về vào một phương hướng. Hứa Ứng hơi ngẩn người, trong lòng khó nén nổi vui mừng.
chỉ thấy những hào quang đại đạo hội tụ thành dòng chảy, hào quang lưu động từ trên xuống dưới, hình thành dáng vẻ của Huyền Hoàng Đại Đạo Chủ. Đúng rồi, Đại Đạo Chủ có thể mượn dùng những thiên địa đại đạo trong bảo địa đang thức tỉnh để khôi phục thân thể, đồng thời cũng có thể mượn nhờ những lực lượng đại đạo ẩn chứa trong pháp bảo để khôi phục thân thể. Hắn lập tức hiểu ra, chỉ e trong không gian hỗn độn này có một luồng ý thức bất diệt của Đại Đạo Chủ. Luồng ý thức này không có mạnh mẽ đến mức có thể sưu tập đại đạo bên trong chí bảo bất hủ, nhưng những pháp bảo này vỡ vụn, hắn có thể tụ tập đại đạo, khôi phục thân thể. Y vừa mới nghĩ tới đây, thần thông đã ngưng tụ, tấn công về phía bốn người khác. Cùng lúc đó, Đại Đạo Chủ Huyền Hoàng do hào quang ngưng tụ thành phi thân đến, như phi tiên, giết về phía Hồng Đạo Quân. Đây là cái gì? Hồng Đạo Quân sợ hãi, bất chấp tất cả điều khiển sợi dây nhân quả của đám người Hứa Ứng, lập tức điều khiển nhân quả phường xa, ngàn vạn sợi dây nhân quả nghênh đón Huyền Hoàng Đạo Chủ. Vèo vèo, tiếng xe gió vang lên, không ngờ sợi dây nhân quả kia lại xuyên qua thân thể Huyền Hoàng Đạo Chủ. Hồng Đạo Quân thở phào nhẹ nhõm, một tay kéo ngàn vạn nhân quả tuyến kia lại, cười nói, Huyền Hoàng Đạo Chủ, ngươi chỉ mượn đại đạo trong những pháp bảo này để sống lại mà thôi, không phải là đối thủ của ta. Ta có thể điều khiển nhất cử nhất động của ngươi. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên giật mình, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngàn vạn nhân quả mình đang giữ đã xuyên qua thân thể mình từ lúc nào chẳng hay. Không đúng, ta điều khiển nhân quả, sẽ không trói buộc mình. Hắn vừa nghĩ tới đây chỉ thấy Huyền Hoàng Đạo Chủ đi thẳng về phía mình. Nhân quả mà ngươi nợ Thiên Cảnh Khư, hôm nay nên trả lại rồi. Đây là nhân quả của thiên địa đại đạo, dù cho ngươi là bất hủ tu luyện nhân quả đại đạo cũng khó thoát khỏi một kiếp. Huyền Hoàng Đạo Chủ phất tay chém xuống, rõ ràng đòn này rất chậm, nhưng Hồng Đạo Quân lại cảm giác được mình bị nhân quả khóa lại, không cách nào thoát khỏi đòn đánh này. Hắn nghe âm thanh vỡ vụn của nhân quả đại đạo trong cơ thể mình, nghe thấy âm thanh máu vẩy ra, rung động xì xì trên không trung. Trong bóng tối sau đầu hắn, từng tòa nhân quả động uyên dồn dập phá diệt, truy tung tới đại thiên vũ trụ. Trong đại thiên vũ trụ, phàm là tu sĩ tu luyện nhân quả đại đạo thuộc nhánh Hồng Đạo Quân này, bất luận tu vi thế nào, giờ phút này đều thân thể nguyên thần đều hóa thành bột phấn. Hồng Đạo Quân tu luyện nhân quả đại đạo cùng với truyền thừa của hắn đều bị xóa bỏ từ trên nhân quả. Sau khi Hồng Đạo Quân chết, mọi người bị nhân quả điều khiển công kích lẫn nhau chỉ cảm thấy chính mình lại khôi phục năng lực hành động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà bọn họ suýt tự giết lẫn nhau tới chết. Nhân quả đại đạo của Hồng Đạo Quân không phải dùng tu vi vô thượng để khống chế từng món pháp bảo, cũng không phải dùng pháp lực áp chế 5 người bọn họ, mà là thay đổi nhân quả của những pháp bảo này và hành vi của đám người Hứa Ứng. Mỗi một chiêu bọn họ tấn công Hồng Đạo Quân, theo đạo lý đã biến thành chiêu thức công kích những người hoặc là pháp bảo khác, thậm chí là tự hại mình. Nhân quả đại đạo quả thực lợi hại, đạo hạnh cỡ chúng ta bị nhân quả điều khiển, còn không có lực phản kháng. Đổi lại là đạo hạnh khác không bằng chúng ta, chỉ e khống chế càng thêm dễ dàng. Trong lòng Hứa Ứng còn sợ hãi, nhân quả đại đạo, mạnh đến thái quá, chỉ e so với thái nhất đại đạo cũng không kém hơn chút nào, thậm chí có thể càng mạnh hơn. Sở dĩ Hồng Đạo Quân không phải đại đạo quân, chỉ là vì môn đại đạo này rất khó tu luyện, khó có thể đạt tới thành tựu cực hạn. Hơn nữa tư chất của Hồng Đạo Quân có hạn, cũng không thể tu luyện môn đại đạo này tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Huyền Hoàng Đạo Chủ phi thân tới, liếc nhìn mọi người một cái, lập tức ánh mắt rơi vào trên người Hứa Ứng, lộ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên Hứa Ứng không phải người thiên cảnh, lại trở thành người thừa kế của hắn, ngay cả Huyền Hoàng Đạo Chủ cũng có phần ngây ngốc, hoài nghi không biết có chỗ nào nhầm lẫn không. Nhưng bây giờ thế cục đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều nữa, nói, đi theo ta. Mảnh không gian này ở trong hỗn độn, sau khi đám người Hứa Ứng được truyền thừa xong, nơi đây sẽ sụp đổ. Giờ phút này đã có rất nhiều chỗ nứt ra, hỗn độn chi khí cuồn cuộn rót vào. Huyền Hoàng Đạo Chủ dẫn theo 5 người phi thân lên, không gian phía trước bỗng nhiên mở rộng, bên ngoài chính là Thiên Cảnh Khư. Chương 2120, giới thiệu vài loạn đảng, 2. Huyền Hoàng Đạo Chủ mang theo bọn hắn bay ra khỏi không gian hỗn độn, chỉ thấy không gian hỗn độn phía sau ầm ầm sụp đổ. Hỗn độn chi khí vô lượng nuốt chửng vùng không gian kia, thuận, theo con đường Huyền Hoàng Đạo Chủ mở ra, vọt tới Thiên Cảnh Khư. Huyền Hoàng Đạo Chủ tiện tay khép kín đường hầm, ngăn cách hỗn độn hải bên ngoài, nói, kiếp số chưa đến, chúng ta không cần trả lại nhân quả,
Hỗn độn hải không đuổi kịp chúng ta. Hắn lui về phía sau một bước, nhìn con đường bị phong ấn vừa rồi. Sau một lát, con đường không có động tĩnh, lúc này mới triệt để yên lòng. Hứa Ứng chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này, trong lòng kinh ngạc, Huyền Hoàng đạo chủ nói kiếp số chưa đến, nhưng lại rất khẩn trương, dường như đang lo lắng kiếp số sẽ đến. Chẳng lẽ nói hắn cũng không dám khẳng định kiếp số có thể tới hay không? Chẳng lẽ hắn cũng không thể khẳng định mình có thể tự bảo vệ mình trong kiếp số hay không? Huyền Hoàng đạo chủ xoay người, lại quét mắt nhìn năm người bọn họ một cái, sau đó ánh mắt nhìn lên người Hứa Ứng. Lại là một đợt hoang mang ngây ngốc, luôn cảm thấy tiểu tử này xuất hiện trong đội ngũ Phục Hưng Thiên Cảnh, chắc là chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Hắn tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, rời ánh mắt nhìn về vũ trụ thiên cảnh nay đã là phế tích. Ánh mắt của hắn âm trầm, chậm rãi di động trên mảnh sơn hà này. Nơi đây chính là cố thổ đã dưỡng dục hắn, hiện tại lại biến thành đất khô cằn, oán khí và cừu hận tràn ngập trong thiên địa, dù thế nào cũng không thể quét sạch được. Đại đạo triều tịch khiến thiên cảnh khư từng phồn vinh hưng thịnh biến thành đất hoang, đại đạo chủ cũng không thể ngăn cản. Phía trước còn đường hay không, có thể tránh khỏi đại đạo triều tịch hay không, có thể tránh né kiếp số không? Hắn tự lẩm bẩm, đại đạo, có điểm cuối không? Điểm cuối cùng, đại đạo triều tịch còn có thể tiếp cận sao? Kiếp số có giống như ta không, luôn tìm không thấy phần cuối. Đột nhiên, Huyền Hoàng đạo chủ bồng bềnh bay lên, đi đến hướng một bản thân khác đang đại chiến với bốn vị đại đạo quân. Thân hình của hắn kéo theo oán khí vô tận của thiên khư, những oan hồn chết thảm trong tay Bỉ Ngạn đã sớm biến mất, không còn tồn tại, nhưng oán khí của bọn họ vẫn vấn vương như trước, biến thành nhân quả của vùng thế giới này. Hắn ta sống lại vì báo thù. Năm người Hứa Ứng, Trác Đạo Thuần tự mình đuổi theo phía trước vài bước rồi dừng bước lại. Lần này Huyền Hoàng đạo chủ muốn dung hợp với một bản thân khác, sau khi dung hợp, bốn vị đại đạo quân liên thủ chỉ e cũng không phải đối thủ của hắn. Có điều, Huyền Hoàng đạo chủ tuyệt đối không thể thắng. Hắn thất bại là chắc chắn, bởi vì Bỉ Ngạn cũng có đại đạo chủ. Trác Đạo Thuần nói, đại đạo chủ của Bỉ Ngạn sẽ tuyệt đối không cho phép Huyền Hoàng đạo chủ sống lại. Hứa Ứng gật đầu, nói, lúc bốn vị đại đạo quân bại trận, chính là thời điểm đại đạo chủ của Bỉ Ngạn động thủ. Bây giờ đại đạo thiên cảnh vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, thực lực của Huyền Hoàng đạo chủ tuyệt đối chưa khôi phục đến đỉnh phong, không thể nào là đối thủ của đại đạo chủ kia. Vệ Dịch nói, nhưng chúng ta phải làm thế nào? Ánh mắt Hứa Ứng đảo qua, trên mặt bốn người bọn họ, nói, các ngươi chỉ có một biện pháp sống sót, chính là lưu lại thiên cảnh khư. Vừa chém giết với cao thủ xâm lấn thiên cảnh này, vừa mượn đại đạo thiên cảnh thức tỉnh để trưởng thành lớn mạnh. Nếu các ngươi không ngại, có thể làm phản tặc. Sắc mặt Nam Cung Hạo ảm đạm, nói, ta vốn là đệ tử của Âm Dương Đại Đạo Quân, nhất nhánh chúng ta nói chuyện đều là âm dương quái gở. Ta đã từng gây sự âm dương mấy vị sư huynh nói huyết thống bọn họ bất chính, là gian tế của vũ trụ khác. Sớm muộn gì cũng trở thành phản tặc. Không ngờ sau khi tới đây ta mới phát hiện bản thân mới chính là tên gian tế kia, nhất định sẽ trở thành phản tặc. Sư Ngọc Đình muốn cười nhưng không dám cười. Hắn vốn không biết mình là người thiên cảnh, sau khi tới nơi này đạt được những cơ duyên kia mới mơ hồ đoán được rất có khả năng mình là hậu đại của người thiên cảnh. Hắn có thể đoán được, sư tôn thần ma đại đạo quân để cho mình đến đây, chỉ e là vì truyền thừa của đại đạo chủ. Đợi đến khi nhận được truyền thừa, có lẽ nghênh đón chính mình chính là tử vong. Bởi vậy, bốn người bọn họ không thể không phản. Hứa Ứng vô cùng nhiệt tình, nói, nếu các ngươi muốn làm phản tặc, ta có cách. Ta và loạn đảng thiên cảnh khư là đồng hương, lần này đến thiên cảnh khư chính là để thăm bọn họ. Ta có thể tiến cử giới thiệu cho các ngươi. Bốn người liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ gật đầu nhẹ. Bốn người bọn họ nhận được truyền thừa của đại đạo chủ, bốn vị đại đạo quân đều muốn có được truyền thừa. Bọn họ chủ động giao ra Huyền Hoàng đạo giới kinh còn có thể lưu lại một cái xác, nếu không muốn giao ra, như vậy sẽ phải chết vô cùng thê thảm. Các bạn vừa nghe xong tập 212 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.